Vô TV xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đây có lẽ là tin tức vui nhất của những trái tim yêu quê hương Việt Nam. Đó là tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đã phải rút khỏi bãi tư chính trong nhục nhã. Tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đã phải ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hãng thông tấn Reuters cho hay hôm mùng 7 tháng 8 và như Vô TV đã đăng tải trong bản tin trước đây. Nhưng chúng tôi phải lưu ý rằng chỉ có tàu khảo sát hải dương địa chất 8 là rút lui, còn các tàu khác của Trung Quốc vẫn đang bảo vệ bãi tư chính. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải. Dẫn lời của ông Devin Thorn, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng C4ADS nói với Reuters rằng Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng ít nhất hai tàu hải cạnh cỡ lớn của họ vẫn ở trong khu vực này. Các tàu của Việt Nam đã theo đuổi tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc khi nó quay lại đá chữ thập và hiện nay dường như đang làng vàng bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đá chữ thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết ở quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc kiểm soát nơi mà Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, theo Reuters không rõ tàu khảo sát của Trung Quốc có kế hoạch quay lại thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay chăng. Vào tuần trước, một nhóm ngư dân Việt Nam đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để buộc các tàu của Trung Quốc phải rời khỏi hại phận của Việt Nam do chúng làm gián đạn các hoạt động đánh cá vì Trung Quốc không cho các tàu cá của Việt Nam vào những khu vực mà họ coi là quyền của họ. Cũng đồng thời, trong khi Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, Họ thông báo không được một tàu thuyền nào ghé vào khu vực mà họ đang tập trận. Cũng trong ngày thứ ba, Philippines, nước cũng bị lôi kéo vào các tranh chấp trên biển với Bắc Kinh cho biết Tổng thống Duterte sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm để thảo luận về vụ kiện ra tòa trọng tài quốc tế năm 2016 về Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã khơi dậy tâm lý chống Trung Quốc tại Việt Nam, nơi những căng thẳng trước đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã dẫn đến những cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Ở Hà Nội, mới hôm vừa rồi, đã có một số người chỉ dù nhóm nhỏ nhưng đã xuống đường biểu tình ngay trước ngay trước cổng của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc. Có một số nguồn tin cho biết rằng việc rút tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc ra khỏi vùng bãi tư chính không phải là dấu hiệu êm xuôi của Trung Quốc mà Trung Quốc vẫn có thể bất ngờ gia tăng đột biến lượng tàu chiến bao vây và xâm nhập vùng biển Bãi Tư Chính, được coi là một cách đánh úp, đánh bất ngờ, hồi mã thương để có thể lấy toàn bộ Bãi Tư Chính. Biển Đông đang nóng lên từng giờ, cho dù Trung Quốc đã rút đi, nhưng vẫn không phải là chỉ một sự nhượng bộ nào đó, mà đó có thể là một sách lược của Trung Quốc. Để thông tin cho quý vị biết thêm về một trong những con tàu được coi là tàu hộ tống cho hải dân địa chất 8 vừa qua. Chúng tôi cần phát họa lại khả năng chiến đấu và uy lực của những tàu hải cảnh Trung Quốc để thấy mức độ mà Trung Quốc đang sử dụng những tàu này. Trung Quốc sử dụng một tàu vũ trang với số hiệu CCG-3901 là một trong những tàu hải cảnh hộ tống nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực Bãi Phúc Tần, Tư Chính thuộc hàng những tàu tuần duyên lớn nhất thế giới. Con tàu này hiện là công cụ đắc lực trong chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Cũng đồng thời bên cạnh đó còn có các tàu dân sự nhưng lại được trang bị vũ trang một cách đầy đủ. Trong một trang chuyên phân tích tình hình chính trị thế giới nổi tiếng, chuyên trang The Diplomat, thì CCG-3901 là một trong những tàu tuần duyên lớn nhất thế giới với lượng giãn nước tới 12.000 tấn, lớn hơn cả những lớp tàu chiến hạm thường được Mỹ triển khai đến Biển Đông là các tàu tuần dương Ticonderoga và khu trục hạm Arleigh Tuy không mang danh là tàu quân sự, nhưng CCG 3901 được trang bị vũ khí hạng nặng, gồm pháo khai hỏa nhanh 76mm, hai pháo phòng không và một số loại súng khác. Tàu còn có bãi đáp trực thăng di chuyển với vận tốc tối đa 46,3 km một giờ. Theo giới quan sát, Trung Quốc đang sử dụng tàu hải cảnh của các và các tàu dân quân biển ngụy trang dưới dạng tàu cá cho chiến thuật vùng xám nhắm vào các bên khác ở Biển Đông. Chiến thuật vùng xám hay còn được gọi là những hành động dưới ngưỡng chiến tranh, tức là không sử dụng hải quân mà thay bằng những lực lượng quân sự hoặc bán quân sự trá hình, tiến hành các hoạt động trên biển nhưng không vượt qua một giới hạn nào đó để không kéo theo phản ứng quá mạnh từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Trung Quốc không ngừng mở rộng lực lượng hải cảnh. Từ năm 2010, đội tàu trên 1.000 tấn của CCG tăng từ khoảng 60 lên đến 130 chiếc và gia tăng hoạt động trong những vùng biển tranh chấp. Theo báo cáo của Lầu Năm Gốc, trình Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 5 cho thấy, phần lớn trong số đó được trang bị bãi đáp trực thăng, vòi rồng gỡ lớn, pháo từ 30 đến 76 mm. Ngoài ra, CCG còn vận hành hơn 70 tàu tuần tra nhanh, tức là những tàu trên 500 tấn và hơn 400 tàu tuần tra gần bờ. Một con số có thể tưởng tượng được mức quy mô một của tàu này nếu áp dụng vào chiến tranh và xâm chiếm Việt Nam trong một hình thức mà không bị mang danh là kiêu khích quân sự. Tàu hải cảnh của Trung Quốc quả thật là một mối đe dọa Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hồi tháng 3, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương Philip Davidson khẳng định rằng các tàu CCG của Trung Quốc xin được trích nguyên văn thường xuyên quấy nhiễu và đe dọa tàu cá Philippines hoạt động gần bãi cạn Scarborough cũng như đội tàu cá của những nước khác trong khu vực. Theo giới chức Philippines, lực lượng CCG thường chặn tàu và tịch thu thủy sản do ngư dân Philippines đánh bắt ở Scarborough Phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines Harry Roque chỉ trích đây là hành động không thể chấp nhận, vi phạm thỏa phận trong phương liên quan đến Scarborough, theo hãng thông tấn AFP. Trước đó, tàu hải cảnh vũ trang bị cáo buộc can thiệp thô bạo để ép buộc giới chức Indonesia thả tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ do đánh bắt trái phép ở vùng biển gần quần đảo Natuna phía nam Biển Đông hồi tháng 3 năm 2016. Từ đó đến nay, Indonesia đã phải tăng cường hiện diện quân sự cũng như tuần tra ở khu vực và mới đây đã triển khai tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát quốc gia mang tên KB Yudhistira đến đóng trú tại đơn vị tỉnh đảo Riau bao gồm quần đảo Natuna. Từ những diễn biến phức tạp trên thực địa lâu nay, giáo sư Andrew Erickson tại Đại học Hải chiến Mỹ cảnh báo trong một bài đăng trên chuyên trang The Nation Interest, ông nói rằng CCG là mối đe dọa thật sự đối với cả Mỹ lẫn các lực lượng trên biển của tất cả những nước ven biển gần Trung Quốc. Ngày 6 tháng 8, trên trang Facebook của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đăng nhiều hình ảnh kèm chú thích cho thấy hàng không bộ hạm này đang hoạt động tại Biển Đông, bao gồm các diễn tập chiến đấu cơ cất hạ cánh. Theo tờ Japan Times, nhóm tàu USS Ronald Reagan có mặt ở Biển Đông trong ngày 4 tháng 8 để tiến hành đợt tuần tra thông thường và bắt đầu chuyến thăm Philippines từ hôm qua. Cùng ngày, đài ABS-CBN News dẫn lời phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines Salvador Benalo cho hay, trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình sắp tới, Tổng thống Rogo Duterte sẽ đề cập đến phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp. Ông Benalo nói rõ. Tổng thống Duterte sẽ dùng phán quyết làm cơ sở để thảo luận kế hoạch tiến hành thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Với mục tiêu đạt tỷ lệ ăn chia 60-40 với Trung Quốc, Phủ Tổng thống Philippines xác nhận ông Duterte sẽ thăm Bắc Kinh trong tháng này, nhưng chưa công bố ngày cụ thể. Cần được nhắc lại rằng, lực lượng hải cảnh mà Trung Quốc sử dụng vào việc tranh chấp trên bãi tư chính và hiện nay vẫn đang còn án ngữ tại đó, không chỉ là một điều đáng nguy hiểm bởi vì tính chất của lực lượng này có rất nhiều điều đặc thù. Trung Quốc không chỉ sử dụng lực lượng hải quân chính quy mà còn tổ chức cả các lực lượng mang danh chấp pháp. Từ những năm 2013, lực lượng hải cảnh Trung Quốc CCG được thống nhất dựa trên sự sáp nhập của các lực lượng hải giám CMS và hải cảnh, tức là cảnh sát biển của cục quản lý biên phòng BCD. Lực lượng ngư chính của cơ quan đảm bảo thực thi luật pháp ngư nghiệp F LEC, Tổng cục Hải quan và Cơ quan Hải dương Trung Quốc GAC. Vì vậy nên chúng ta có thể nhận thấy khoảng 5 cơ quan đã được sát nhập để làm lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Trước khi sáp nhập, Cục Ngư Chính đã có trên 140 tàu với 10 tàu lớn hơn 1.000 tấn. Lực lượng hải giám CMS có trên 280 tàu với 27 tàu trên 1.000 tấn. Theo một báo cáo hồi đầu năm từ Đại học Hải chiến Mỹ, CCG, đang vận hành không dưới 80 tàu trên 1.000 tấn. Trong đó, có gần 30 tàu trên 4.000 tấn, phần lớn đều được trang bị vũ trang với nhiều loại pháo như 30mm, thậm chí 76mm và mang theo cả máy bay trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z-9. Lực lượng tàu này thường xuyên hiện diện trên Biển Đông để phục vụ ý đồ của Trung Quốc, điển hình như lần Bắc Kinh điều dàn khoan hải dương Shizhou 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông vào năm 2014. Hay mới đây là tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 thì đều được hộ tống bởi các tàu chấp pháp của Trung Quốc. Nói là chấp pháp như thế, nhưng đây thực sự là những đội tàu chiến mang danh dân sự. Với việc trang bị súng 76mm và mang theo cả máy bay trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z9, cũng với một đội tàu trên 80 tàu 1.000 tấn và khoảng 30 tàu trên 4.000 tấn, đây là một lực lượng đáng gờm mà kể cả quân đội Mỹ cũng phải hết sức cảnh giác. Và dĩ nhiên so sánh tương quan lực lượng thì của chúng ta Việt Nam quá nhỏ bé so với Trung Quốc. Vì vậy nên chúng ta cần phải tỉnh táo, khôn ngoan và biết tận dụng các cơ chế quốc tế, kêu gọi sự đồng lòng của người dân và liên kết với những quốc gia có chung mục tiêu. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.